như vậy ở đây cho biết biên độ cho biết chu kỳ à chu kỳ biên độ cho biết chu kỳ rồi biết rằng tại thời điểm t bằng không vượt qua vị trí cân bằng theo chiều dương Để yêu cầu viết phương trình dao động thì trước tiên ta tìm omega bằng 2 pi trên t t là bằng 2 giây cho nên cái này bằng pi radian trên giây à, tiếp theo là tại uh, biên độ cho biết rồi thì tại thời điểm t bằng không vượt qua vị trí cân bằng theo chiều dương như vậy để vẽ nhanh uh, để viết nhanh thì ta vẽ vòng tròn lượng giác chỗ này là uh, omega t này omega t cộng pi trên hai là omega t cộng pi còn đây là omega t trừ pi trên hai tại vị trí này thì qua vị trí cân bằng theo chiều âm còn tại vị trí này thì hình chiếu đi theo chiều dương như vậy chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương như vậy nó phải là hình chiếu như này như vậy phải là phương trình có dạng là a cos omega t trừ pi trên hai tức là x bằng 5 cos PT t trừ B trên hai cm như vậy đây là chọn phương án để cách vẽ uh, viết phương trình thì dùng phòng tròn lượng giác thì kèm nhớ các bước điều đặc biệt nếu chọn gốc thời gian là ở vị trí biên dương thì pha nó là omega t chọn gốc thời gian là vị trí này tức là vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì omega t cộng biên hai còn chọn gốc thời gian là ở vị trí biên âm thì omega t cộng pi còn chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì là omega t trừ đi cái thứ hai đó là bốn cái điểm đặc biệt các em cần lưu ý